không vậy? Lùng á hả? Xả gió. Thôi chuẩn bị ráp con diều 4 mét mấy đây? 4 mét 9 à, 4 mét rưỡi hả? Tôi lấy đuôi búa chọc rồi đấy. Đây này. Tôi lấy đuôi búa đánh vào đấy. 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Búa của tôi ra nó hành tráng. Được chưa? Hôm qua con gió chạy ra nhậu. Dấu gì? Đi sáng rồi, tao đi tới sáng cho coi nè. Đấy, quăng không à. Báo cắt cơm rồi đó. Cắt cơm rồi đấy. Ăn không? Mấy anh em mà cứ đi 3 đi 4 gì thế thì dắt ông nhậu luôn đi. Dắt bố về nhà chơi. Đó, đang ráp con diều này nhá. Bố về nhà chơi chứ. Ừ, nha. Qua bên này nhậu rồi. Đét luôn. Căng như trống luôn. Căng đét này đẹp luôn. Còn chưa? Con này cắn cũng cong phết nhỉ? Cong chứ, tại vì nó không căng nữa. Con này xả gió tốt á. Chưa chắc. Chưa. Ai còn này xả gió tốt. Cái này giả. Không giả được. Cái này nó cho to này. Lúc này nó na này nó to. Rồi con này mới tay làm đúng luôn đó. Thả 200 mét này mét đẹp không? Có chân kìa lên kinh khủng kìa. Mới đây con đi về đi. Sẽ ở đây con. Mới chuyển bát. Ông đi mấy giờ ông về? Tôi ấy vừa qua nhưng nó ở chúc cầu đâu làm gì mình. Ông chở bà đi chở taxi ngày hôm qua báo chở thay đổi rồi biết xe sao đó, là nhưng chủ nhân đang đi rồi anh Hưng. Ừ cái đuôi đã to hơn kiểu mình này là bằng mấy mét à? 4 mét đấy, kêu ông mua cho con 4 mét chơi. Con này mua tập thể dục vậy nhiều không cơ mà. Điều không bây giờ mua này mua hàng cũ khoảng tầm 2 triệu. Đấy hàng nó ta xài rồi. Về chơi tầm dùng. Con này tầm dùng. Còn hàng mới con này thì triệu mét. Gắn trong ngược chưa? Chơi dữ quá kéo không nổi tiền luôn. Thì tôi kéo được cái tư. Hay là 45. Rồi đang đáp sáo nha. Cái gì? Cọc đây. Cọc sao? Cọc cái bố này hơi ngắn chứ sao? Ngắn gì? Đúng là hơi ngắn, giáo vấn đề là cái này nó hơi to đó, vót nó đẩy nó khác. Đang ráp chưa? Hơi con này con mới nhá, đang test 4 mét. Hơi khó tí. Giáo có rào vót luôn. Sáo đây. Cấp tá rồi. Giữ cái này đẩy đâu. Cấp tướng rồi. Chưa. Nhiều người người ta còn thả thiết hơn nữa. Tao vừa đặt xuống rồi sao? Gì to ừ. Tí ông ra ông nhìn đúng rồi. Được. Tại ra Hưng là tại vì chưa chơi. Mới chơi cũng được rồi. Công đoạn. Đang cột chữ A rồi nó ok. Đây ra thêm một con nữa. Đây báo một con ai keng gì đấy. À, mới tin đó. Trời ơi anh Hưng. Anh tính làm bỏ ơi xị anh rồi nhá. Bây giờ đóng hàng không làm nữa. Màu khác phối hồng tím nó đẹp là hồng tím này BD đấy có bán lại cho người ta có vợ là khác mày không có vợ mới bơ đơ chứ người ta có vợ lấy bơ đơ nữa. Không có này tím là trung thủy tím là trung thủy lúc là bây giờ là 1 mét đó cường cường tiêu chuẩn là 1 mét bụng này. Còn nếu mình muốn nhỉnh hơn khoảng 1m05 nhỉnh hơn tí xíu để cho nó lên cho gió nó ấy. Không nhưng mà bây giờ nó có rập hết rồi, không nào nó may hơn cho đâu. Đúng rồi. Nó có rập hết chứ không phải nó muốn con nó có rập đâu. Ví dụ như mày đang xài form của Phạm Văn Lam nhá. Đúng mày rồi. Xài áo form X càng đâu xài được áo đâu. Đúng rồi, nó có form hết rồi, nó có. Thằng chứ, thằng may đâu, cái đập nó tranh nhau 1 phân 2 phân rồi. Con như không biết rồi. Của ai hết nhỉ, đó này. Con nào? Bây giờ nó không theo ý mày được đâu. Theo rập của nó, đúng không? Bây giờ nó một cái rập đó nó làm cho mấy chục con để cho nó bay nó mới chuẩn được. Còn giờ nó làm rập mới nó phải thử test con nhiều đấy xong cái đầu nó dám may cho mày. Kia có đại ca nào ra kia ta? Rồi. Rồi chuẩn bị cột chi đuôi. Hôm công tác chuẩn bị hai quả quả âm quả đánh gì ăn làm sao ngày mới cắm rồi đúng rồi quả 95 quả rút cái đó 6 cột truyền nó đánh mày cột truyền nó nói đéo thì kéo qua là nhôm
Rồi chúng ta đi ra bãi rồi chuẩn bị cho ra bay con này nhá. Con mình mẹ ra đây như con kép. Con mình thì con hạt cát của con kia ơi. Cao lẻo đó. Hạt cát của con nặng lắm. Cả cọc ấy hơn 2 kg. Màu hơi ngon. Con này như nào anh? Con này cứ nặng thế. Chắc nhiều không con. Rồi, chuẩn bị ra bay nhá. Bắt nó đây. Bay thử con này nhá. Bây giờ tôi biết à. Con nào lặng tôi biết. Đây. Cái em bắt con. Đây quên tay là mình biết chứ con chó gì đâu. Bắt cái tay qua đây dùng hết coi. Rồi chuẩn bị nhá. Chạy, chạy đâu ơi. Chạy hai nhịp, chạy hai nhịp. Lên, chạy, lên. Ôi giời ơi, ôm. Áo ôm phết đấy. Cong vút luôn. Cong vút luôn. Đang xả dây. Đang xả dây, lên rồi đấy. Hơi mất mất gió chân tí. Gió chân mặn mà gió cao hơi hơi bị không ổn. Rồi lên rồi nha. Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.